các bạn, mình là Hades đến từ KOS Sneaker. Và hôm nay mình sẽ review một chút về cái đôi Air Jordan 1 Turbo Green vừa được phát hành vào ngày 15 tháng 2 năm 2019. Như các bạn đã thấy đó, đôi giày được bao phủ bởi một cái lớp da lộn màu xanh cực kỳ đẹp. Và cái màu xanh đó chính là cái màu xanh mang lại cái tên cho đôi giày Turbo Green. Về thiết kế thì đây vẫn mang cái thiết kế đặc trưng của cái dòng Jordan 1, với cái phần mũi giày và hai bên hông đôi giày vẫn được làm bằng Turbo Leather mang màu trắng. Cùng với đó là cái midsole của cái đôi giày này thì nó có chút đặc trưng là nó là màu trắng ngà đi kèm với cái đế màu xám. Cái mà tại sao mình gọi là màu trắng ngà, tại vì cái màu trắng này nó có ngã vàng sẵn các bạn, chứ không phải là như những cái đôi Jordan 1 khác mà các bạn mang lâu rồi nó sẽ ngã ra cái màu vàng ố. Cái màu trắng này là cái màu trắng ngà tự nhiên. Và bây giờ tụi mình cùng điểm qua một số cái đặc điểm khác biệt mà ở trên cái đôi Turbo Green này nha. Đầu tiên đó là cái phần Turbo Leather thì cũng không khác gì mấy đâu, nhưng mà cái màu trắng này nó kết hợp với cái màu xanh Turbo thì nó hài hòa và nó đẹp hơn. Đó, cái phần lưỡi gà cũng là màu trắng. Bên trong đôi giày thì nó là màu xanh nhạt này nè các bạn. Cái màu xanh nhạt này khi mà các bạn phối với cái màu xám thì nó sẽ ra màu Turbo Green. Còn đây là cái lót với cái dòng này khá là quen thuộc rồi. Đây là cái swoosh. Cái swoosh trên nền trắng và vẫn là cái màu xanh Turbo của nó. Đây các bạn có thể nhìn thấy kỹ cái dòng chữ mà Special Project Air Jordan 1. Đây là mình focus chi tiết kỹ hơn về cái mũi giày cho các bạn thấy nè. Thì cái phần chất da trên cái mũi này theo mình thấy thì nó khá là tốt. Cái nó cũng cỡ những cái đôi Royal 2017. Đây là chi tiết phần lót, cái tem size của đôi giày. Đây là cái lưỡi gà này. Các bạn có thể thấy là cái lưỡi gà này nó có cái tách cái vệt nai màu tím rất là đẹp, nhưng mà bù lại á, thì cái phần chữ Nike màu vàng á, nó hơi bị chìm hơn so với cái phần màu tím, nó thành ra mình không thấy rõ. Bây giờ các bạn focus kỹ vào cái phần gót của đôi giày á. Cái phần gót này thì nó rất là giống với cái đôi Jordan 1 Union LA mà được release cuối năm 2018 á. Thì nó cái phần trên cái cổ hai á, nó là một cái lớp da nó bay thêm vào, nó khá là khác biệt. Giống như trên cái đôi LA này, các bạn nhìn kỹ trên cái đôi LA. Đó. Thì cái đôi Turbo Green và cái đôi Crimson release trước đó không lâu á, thì nó sẽ có những cái điểm này. Còn trên những cái đôi Jordan 1 cũ á, thì nó không có. Nó chỉ là một cái đường mây thêm tách ngang ở trên thôi. Các bạn focus kỹ thì các bạn sẽ thấy. Đó cũng là một cái điểm đặc biệt trên cái dòng Air Jordan 1 Special Project 2019. Thì theo cá nhân mình á, đây là một cái phối màu các bạn nên có. Tại vì cái màu này nó dễ phối đồ, các bạn mặc đẹp và dễ dàng. Cùng với đó là cái giá resale của nó hiện tại thì cũng không có cao, nên là rất là đáng để cho các bạn sở hữu vào giai đoạn đầu năm này. Các bạn nhớ follow và subscribe cho cái kênh của mình nha, để đừng bỏ lỡ video tiếp theo của tụi mình về Air Jordan 1 Crimson. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.